Xin chào anh chị và các bạn. Trên thị trường hiện tại có hàng nghìn các cổ phiếu và có rất nhiều các lời giới thiệu từ các môi giới, rồi thì người thân bạn bè. Nhưng anh chị sẽ không biết là mình sẽ lên chọn cổ phiếu nào. Sau đây thì Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn, giúp anh chị có thể chủ động, độc lập lựa chọn được các cái cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận cao trên thị trường. Sau đây sẽ là 6 cái gợi ý cơ bản dành cho anh chị và các bạn. Thứ nhất là gì? Bạn hãy lựa chọn cái ngành mà có tiềm năng tăng trưởng nhất. Đó là gì? Ngành ngân hàng, ngành bất động sản, ngành vật liệu xây dựng và ngành bán lẻ. Đó là bốn ngành có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới. Hãy lựa chọn cổ phiếu trong cái ngành đó, các bạn nhé. Thứ hai là gì? Các bạn hãy chọn các cái cổ phiếu trong rổ VN30. Tức ở đây là có 30 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam để mà các bạn có thể tham gia đầu tư. Mức độ an toàn sẽ rất là cao cho các bạn. Tiếp theo là gì? Các bạn hãy xem danh mục một số quỹ đầu tư đang đầu tư. Mình ví dụ như quỹ TCEF, quỹ cổ phiếu của Techcom Security. Đây là danh mục các cái cổ phiếu mà các cái công ty đang đầu tư. Bạn nhìn cái danh mục họ đầu tư, tức là họ đã đánh giá và lựa chọn rất là kỹ trong danh mục của mình. Như vậy thì cái cơ hội mà của bạn sẽ được gắn liền với cái quỹ đó và cái rủi ro của bạn sẽ thấp nhất. Tiếp theo là bạn hãy chọn cái cổ phiếu mà bạn hiểu rõ nhất về cái thị trường đó. Mình ví dụ như là mình làm ngân hàng thì mình hiểu rõ nhất về ngân hàng. Còn nếu bạn làm về bất động sản thì bạn hiểu rõ nhất về bất động sản. Nếu mà bạn làm về ngành dịch vụ bán lẻ, bạn hiểu rõ nhất về dịch vụ bán lẻ. Rồi bạn làm về vật liệu xây dựng, bạn kinh doanh vật liệu xây dựng thì bạn hiểu rõ nhất về nó. Thì bạn hãy tập trung vào những cổ phiếu mà bạn hiểu rõ nhất về cái thị trường đó. Có một cái tip nhỏ tiếp theo cho bạn là gì? Bạn giao dịch, mua bán, sử dụng dịch vụ của những công ty nào thì bạn hãy mua cổ phiếu công ty đó. Như ông Buffett, ông ấy chia sẻ là gì? Ông ấy hay uống Coca-Cola thì ông ấy đầu tư vào Coca-Cola. Đấy, ông rất thích Coca-Cola này như thế. Mình ví dụ như mình rất thích là giao dịch tại ngân hàng Techcombank thì đơn giản là mình mua cổ phiếu Techcombank vì mình nhìn thấy được rằng là dịch vụ họ rất là happy với bản thân mình. Hay bản thân mình happy thì rất nhiều các cái khách hàng khác cũng happy thôi, đúng không ạ? Hoặc là gì? Bạn hay mua hàng hóa của Thế Giới Di Động này. Bạn thấy Thế Giới Di Động rất là hay đúng không ạ? Dịch vụ tốt đúng không ạ? Rồi thì chất lượng dịch vụ tốt thì bạn có thể là đầu tư. Đó. Tip cuối cùng mình muốn chia sẻ cho các bạn và đây nó sẽ là tiềm năng của tương lai. Đó chính là các bạn nhìn thấy chi tiết được danh mục đầu tư của nhà đầu tư mà bạn thấy hay, đánh giá tốt, hiệu quả tốt trong quá khứ thì bạn đầu tư. Tại TCBS họ đang public cái hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư, giống như Hòa đang chia sẻ đây, các bạn có thể xem cái hiệu quả đầu tư của Hòa và trong cái hiệu quả đầu tư đó thì có cái danh mục đầu tư các bạn có thể xem. Các bạn có thể nhìn thấy là đây là chị Trung Hòa này có mấy cái yếu tố. Thứ nhất là gì nhỉ? Hiệu quả đầu tư. Thứ hai là gì? Thứ về cái danh mục đầu tư. Thứ ba là gì? Cái chiến lược đầu tư của bản thân mình đang đầu tư. Về hiệu quả đầu tư các bạn có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Đây là lợi nhuận này. Thì các bạn có thể nhìn thấy nó mô tả là một tuần này, một tháng này, 3 tháng này, 6 tháng này, một năm này, 3 năm và tất cả toàn thời gian đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây là gì? Cái lợi nhuận một tuần là 2,6%, một tháng là 1,9%, 3 tháng là 8,5%, 6 tháng là 6,4%, một năm là được 13,5% và 3 năm là vẫn đang âm 1,9%, tức là trong 3 năm gần nhất là mình vẫn đang bị âm đấy ạ. Thực ra là mình đầu tư khoảng độ gần hơn 2 năm thôi. Thì trong cái thời gian đầu thì mình hay trading thì mình hay bị lỗ. Nhưng sau đó thì mình thay đổi cái phương pháp là mình đầu tư tích lũy thì cái tỷ lệ tăng trưởng nó là ổn định hơn đó. Từ năm thứ thứ hai trở đi đấy, là mình bắt đầu là mình thay đổi chiến lược là mình không chết đinh nữa đó, thì bắt đầu nó đang tăng trưởng rồi, đang tăng trưởng dương đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ đây đó. Thực ra là ở dưới này thì họ cũng có một cái gọi là bảng so sánh chung, nhưng mà nó cũng hơi phức tạp.
thì mình có lẽ thì các bạn sẽ xem ở bên trên. Có những cái chỉ số rất là quan trọng, cái phần thống kê giao dịch cổ phiếu này các bạn có cần nắm giữ này, cần cần theo dõi rất là rõ này. Thứ nhất là trong một năm gần nhất là mình giao dịch 8 lệnh, giao dịch lãi là 100% lãi, 100% lãi trong 8 lệnh lệnh đấy. Và cái gì, thời gian nắm giữ của mình này là 195 ngày. Đấy, trung bình một giao dịch lãi là 16.4%. Tức là mình nắm giữ rất là lâu, rất là dài. Chứ không phải là mình mua xong mình bán, hầu như là mình không bán đâu. Mình mua mình chỉ giữ thôi. Đấy, cái năm 2019 thì là mình hay chết đinh, thì lại lỗ nhiều. Nhưng mà sang năm 2020 thì mình lại thay đổi chiến lược, tích lũy. Đấy, và những gì mà mình chia sẻ trên blog tiền của tôi.vn là thực sự là cách mình đang làm. Ở dưới đây là danh mục cổ phiếu thường xuyên giao dịch của mình, chính là Techcombank, VIX và HND. Đó. Thì mình chia cái danh mục của mình sang mảng ngân hàng này, mảng bất động sản và mảng điện nước, dầu khí, khí đốt. Thế thì những cái mảng mà tăng trưởng chính là mảng ngân hàng và mảng bất động sản, là những cái mảng mà sẽ tăng trưởng và sẽ có tỷ trọng là cái biến động về giá tăng nó cao nhanh hơn. Nhưng mình vẫn dành một phần vào cái danh mục là điện nước và dầu khí đốt. Đây là những cái mảng mà nó gọi là cổ phiếu phòng thủ để mà giữ tiền cho mình nhé. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, ví dụ như Techcombank thì đang lãi là khoảng độ 20.8%, SGD là 6%. Đây là lãi về giá thôi, chứ còn mình còn đang nhận cổ tức của nó là 21% nữa cơ, họ chưa tính vào đây, nó thiếu vào đấy. VIX thì đang không tăng, vì thực ra là trong một năm qua là VIX không thay đổi nhiều, nó vẫn đang như vậy. Nhưng mình vẫn tích lũy của VIX vì nó có niềm tin vào việc là nó sẽ tăng trưởng trong 2 đến 3 năm tới. Mình vẫn sẽ cố gắng tích lũy thường xuyên. HND là tăng 13.4%. Sắp tới thì sẽ nhận cổ tức của HND là 7.5% nữa. Thì sẽ tính thêm ở đây nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng độ gần 20% các bạn. Đó, thì các bạn có thể thấy là đây là một cái bảng thống kê rất là chi tiết về cái hiệu quả giao dịch. Thế thì nếu các bạn đầu tư mà các bạn xem một ai đó thì các bạn cũng có thể là bảo họ chia sẻ cho mình cái danh mục đầu tư của họ, rồi hiệu quả đầu tư của họ, rồi cách thức mà chiến lược của họ đầu tư là gì, thì các bạn có thể thấy rõ đây luôn. Đấy, giống như mình đây, mình đầu tư là đầu tư dài hạn, đó, thời gian dài như thế này, đấy, cái hiệu quả đầu tư là 100% giao dịch lãi, là các bạn có thể thấy rất là rõ. Tuy nhiên là nó không cao nhưng mà nó bền vững. Đó, đây là một vài những cái chia sẻ mà giúp các bạn hiểu rõ về cái việc là chúng ta xem cái hiệu quả đầu tư, cái danh mục đầu tư của các cái nhà đầu tư khác ở trên DCBS như thế nào. Chúc các bạn sẽ đầu tư thành công, hiệu quả. Có lẽ thì danh mục đầu tư nó chỉ là một phần thôi. Chưa chắc các bạn đầu tư theo cái danh mục đó là các bạn sẽ thành công. Mà quan trọng ở đây chính là cái chiến lược đầu tư, cái cách thức đầu tư nó mới là quan trọng. Đó. Thế thì sẽ có rất nhiều các video sau để giúp đỡ các bạn hiểu hơn về cái phương pháp, cái chiến lược đầu tư. Và các bạn hãy like cho mình để mà mình có động lực để mà làm nhiều hơn cái video nữa. Và hãy comment cho mình những cái mong muốn của bạn, đầu tư của bạn về các cái cổ phiếu mà bạn muốn được tư vấn, muốn được chia sẻ ở phần dưới cái video này. Mình sẽ dành thời gian để mà phân tích, đánh giá các cổ phiếu đó, giúp các bạn đầu tư một cách là hiệu quả nhất. Lưu ý cuối cùng mà mình muốn nhắc các bạn đó chính là hãy đăng ký kênh YouTube Tiền Của Tôi của mình và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các video rất giá trị mà sắp tới mình chia sẻ với các bạn về đầu tư và độc lập tài chính. Ok, như vậy là các bạn đã nắm được 6 cái gợi ý để mà lựa chọn được một cổ phiếu cho mình trước khi thực hiện đầu tư cổ phiếu. Chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cái quá trình đầu tư của mình. Hãy tự tin lên các bạn nhé, tự tin lên. Bởi vì đầu tư ở Việt Nam bây giờ đó là xu hướng và nó là tiềm năng để giúp các bạn kiếm tiền, để giúp các bạn làm giàu cho bạn mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn nha.